Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi thân. Đây là video clip mà em sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi phong thủy của tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi. Một cái tháng mà theo như người theo tính theo địa chi dần thân tỵ hợi nằm trong tứ hành xung đối với người mà tuổi thân, cho nên là người ta gọi là thân hợi là thuộc nhóm tương hại, mà cho nên là địa chi mà rơi vào cái một là lục xung là xấu nhất, thứ hai là tương hại, thứ ba là tự hình, là những cái địa chi nó sẽ không tốt đẹp. Tuy nhiên là tháng 10 âm lịch là người tuổi thân sẽ gặp hợi là thuộc nhóm tương hại, còn nếu như mà ngoài miền Bắc thì gọi là nhị hại hoặc là lục hại. Như vậy thì nó sẽ dễ dẫn đến cái chuyện gia đạo tình cảm nó không được tốt đẹp cho lắm, nó nhiều âu lo, tuy nhiên nó sẽ cũng dĩ nhiên là nó sẽ nhẹ nhàng và ít có xung khắc hơn là lục xung. Ví dụ giống như là dần thân thì nó lục xung ghê lắm, còn lại thân hợi thì nó đỡ hơn. Để không làm mất thời gian của mọi người thì mình sẽ phải đi xét vào chi tiết từng tuổi nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên hết thì em sẽ xét cho người tuổi thân, bính thân sinh năm 1956 với mệnh sơn hạ hỏa. Thì người bính thân mạng hỏa gặp tháng Ất Hợi là một tháng hỏa, cho nên có thể nói là bổn mạng là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe sẽ không có vấn đề, tốt đẹp. Thiên can bính Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Ất là mộc, nạp âm của bính là hỏa, cho nên có thể nói là tương sinh về nạp âm ngũ hành trong cái thiên can, cho nên là ngoài cái việc là không bị chống phá trong công việc thì tài lộc của cái tháng này nó cũng dễ hanh thông. Thật sự mà nói, người bính thân nam hay nữ mạng thì em nghĩ là đã là về tuổi hưu rồi, không có đi làm trong cơ quan hãng sự. Tuy nhiên nếu mà là những người kinh doanh thương mại thì nếu mà gặp được cái nạp âm ngũ hành tương sinh của thiên can như thế này thì rất là dễ sinh tài lộc, có tài, có chút tài lộc, cho nên không lớn đâu, đừng có quá mong cầu mà lớn hay là cái gì. Địa chi thì như đã nói, thân hợi thì thuộc nhóm tương hại. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở, gây khó khăn cho nhau, cho nên là gia đạo tình cảm sẽ có chút buồn phiền, đừng có mà quá khắt khe với cái những đứa con của mình, hoặc là trong cái gia đạo hôn nhân thì sẽ có cái nhiều điều buồn phiền ha. Đó là tháng 10 của người tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi của người bính thân. Có được sức khỏe tốt, công việc tài lộc ok, tuy nhiên là gia đạo không có được mấy thuận lợi, cho nên là cần cẩn thận. Tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 với mệnh Đại Trạch Thổ. Người Mậu Thân với mệnh Đại Trạch Thổ như này gặp tháng Ất Hợi là một tháng hỏa, như vậy có thể nói là được thuận lợi về bổn mạng. Vì sao? Vì hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh thì sẽ tốt cho sức khỏe và bổn mệnh. Ngoài cái việc tốt cho sức khỏe và bổn mệnh, nó còn giúp cho phúc tinh và tài tinh phát sáng, tạo ra cái nhiều cái thuận lợi ở trong công việc làm ăn tài lộc. Thiên can thì Mậu Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên có thể nói đối với người Mậu Thân thì công việc của tháng này không có gặp sự chống phá. Gặp được cái tháng là bổn mạng tương sinh, phúc tinh tài tinh nó phát sáng nữa, cho nên là phần nào tốt đẹp luôn cho cái việc tài lộc ở trong công việc. Địa chi thì thân hợi thì như cũng giống như người bính thân, nó là thuộc nhóm tương hại, thì nó sẽ đem đến một chút buồn phiền, lo lắng cho cái người trong gia đạo tình cảm. Đặc biệt là với nữ mạng của Mậu Thân, phải để ý con trai gây cho buồn phiền, lo lắng cho mình ở trong cái tháng 10 này. Nhớ cẩn thận theo sát mấy cậu con trai của mình ha. Đặc biệt là các chị mà có con mà chưa qua 22 tuổi, nó sẽ gây buồn phiền nha. Rồi, tiếp đến của người tuổi thân chính là các em gái, em trai tuổi Canh Thân sinh năm 1980 với cái mệnh là Thạch Lụa Mộc.
người thạch lựu mộc ha, lại gặp tháng hỏa là coi như là bản mệnh bị sinh sức, sức khỏe bổn mạng không được tốt, cần cẩn trọng. Tuy nhiên là sức khỏe mình bị sinh sức á, nó chỉ bị là suy yếu thôi, không đến nỗi mà nguy nan vong mạng đâu, đừng có lo. Lo là người thí dụ như tháng này những người mệnh kim thì phải cần cẩn thận, nhưng mà mệnh mộc thì chỉ là bị sinh sức thôi, vẫn còn nhẹ nhàng lắm ha. Thiên can thì rất là ok, đó với là chữ ất của ất hợi, nó hợp chữ canh. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc báo hiệu nhiều hanh thông, rất là dễ sinh tài lộc. Cái này là người canh thân nữ mạng khoái lắm ha, tình cảm có thể không có chứ tiền phải có ha, cho nên là canh thân này là chịu lắm. Còn phần địa chi thì cũng giống như các tuổi thân khác, đó là phải thuộc nhóm tương hại thân hợi, cho nên là cẩn thận việc buồn phiền trong gia đạo. Như vậy đối với người mà canh thân ở trong tháng 10, tháng ất hợi của năm Kỷ Hợi 2019 này thì bổn mạng hơi xấu một tí xíu ha. Thiên can thì quá tuyệt vời, thiên can là cái phần về công việc công danh, có thể nói là có tài lộc, có nhiều cái cơ hội ở trong công việc làm ăn. Gia đạo thì phải cần đề phòng nhiều, có thể là gây buồn phiền, đặc biệt là với canh thân nữ mạng. Rồi người tuổi thân tiếp theo mà mình muốn xét coi tháng 10 thì nó ra sao, thì đó chính là các em trai em gái tuổi nhâm thân, mệnh kiếm phong kim. Dĩ nhiên rồi, những người như mình đã nói ở trên ha, người mệnh kim gặp tháng hỏa là bị tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng không tốt, cẩn thận đề phòng tai nạn phạm thân. Đặc biệt với nam mạng ở trong cái tháng hợi này cần cẩn trọng nhiều hơn là nữ mạng. Nữ mạng là cẩn trọng ở trong tháng 9 tháng này nè, nhưng mà không có việc gì thì qua đây thì mấy anh nam mạng phải cẩn thận. Rồi thiên can nhâm ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Mà nhâm thì thuộc thủy, ất thì thuộc mộc, cho nên có thể nói là bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành của thiên can. Gặp thêm hỏa khắc kim thì khi đó phúc tinh và tài tinh bị khống chế, mà gặp thiên can thì bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành như thế này thì người nhâm thân nam mạng rất dễ hao tài. Mình đã nói ha, nam mạng gặp cái tháng này xấu hơn là cái tháng vừa rồi đó, cho nên là nhớ cẩn thận. Giáp ất thì cũng đều là sinh xuất hết, giáp ất thì cũng đều là mộc hết, nhưng mà cái tháng giáp đối với người nhâm thân không có tốn tiền, nhưng mà tháng ất này là rất dễ tốn tiền, đặc biệt là nam mạng. Địa chi với thân hợi là thuộc nhóm tương hại, thì gia đạo sẽ rất là nhiều buồn phiền âu lo. Người nhâm thân á, nam mạng thì mình không nói, nữ mạng thì cực kỳ nóng tính, ngang tàn tí xíu nữa, tính là hơi đàn ông, tức là cái gì cũng dứt khoát cũng ấy á. Cho nên là tháng này nếu có cái việc gì thì nên nhịn, đừng có quá cương, sẽ dẫn đến cái tình trạng rạn nứt vỡ ở trong hôn nhân. Vì là nhâm thân vốn dĩ đã nóng nảy rồi, tháng này nó sanh chuyện dữ lắm, cho nên là nhớ cẩn thận nha các em gái tuổi nhâm thân. Người cuối cùng mình chia sẻ với mọi người về tuổi thân đó là người giáp thân sinh năm 2004, hoặc là các bác tuổi giáp thân sinh năm 1944 với mệnh tuyền trung thủy. Xét về trụ mạng thì thủy sẽ khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không tốt cho người mà tuyền trung thủy, tức là người giáp thân sinh năm 2004 hoặc là 1944. Thiên can giáp ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên có thể nói là công việc tài lộc không có vấn đề. Mà cũng đúng thôi, tại vì một người á thì là quá lớn, gọi là đang an hưởng tuổi già sinh năm 1944, hoặc là các nhà cháu quá nhỏ 2004 thì đang ở trong cái giai đoạn đi học lớp 10, 11, cho nên là sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến cái việc công danh tài lộc để mà có thể xét nhiều. Tuy nhiên là hai người tuổi này thì cũng vẫn phải xét về gia đạo và các mối quan hệ, cho nên là thân hợi thì thuộc nhóm tương hại. Tương hại thì như đã giải thích ở phần đầu cái video là sẽ đem đến cái sự buồn phiền âu lo ở trong cái gia đạo của người tuổi thân. Như vậy thì các bác tuổi thân sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn là các cháu nhỏ. Các cháu nhỏ thì ăn không no lo không tới đâu, chắc là không có buồn phiền đâu ha.
Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 cho tất cả những người tuổi thân. Bên cạnh những cái điều tốt đẹp về công việc cho người canh thân thì tất cả các tuổi thân thì vào tháng Hợi thì gọi là tháng xung, cho nên là gia đạo, tình cảm vẫn là một cái mấu chốt của vấn đề, dễ sinh ra những cái chuyện rầy rà rối rắm. Mọi người nên cẩn thận. Hy vọng những cái thông tin này sẽ giúp được cho tất cả những người tuổi thân có được cái nhận định tốt đẹp về cái cuộc sống, về cái quan hệ trong xã hội, để mà đưa ra những cái quyết định sáng suốt, có được cái sự thành công tốt đẹp trong cái tháng 10, làm bản lề, lấy tiền đề để mà mình có được cái Tết Canh Tí được gọi là sung mãn, vui vẻ. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi thân được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.